Rất là thơm và rất là ngon, cái da nó cũng giòn nữa đó bạn. Chào bạn đã trở lại với kênh Cá Thời Gian nha bạn. Hôm nay mình sẽ làm món gà chiên nước mắm á bạn. Ở đây mình có hai cái cánh gà nha bạn, với một cái đùi gà. Đây mình có một ít hành lá với hai cái trái ớt nha bạn. Ở đây mình có một cái tô, mình sẽ làm nước mắm á bạn, mắm ngọt á. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình sẽ có một cái chảo này bạn, mình sẽ cho máy lên cho các bạn coi nha. Mình có một cái chảo này bạn, mình cho dầu rồi, bây giờ mình sẽ quay gần lại cái chảo, mình sẽ chiên gà trước các bạn. Xong rồi mình phải làm nước mắm sau nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cứa cái gà này ra cho nó dễ chín các bạn. Nhất mình cứ cho nó dễ chín, thứ hai nữa cho mắm chút nữa nó thấm. Đây nhiều khi ở trong cánh nó sợ nó không có chín đó bạn, mình phải cứa nó ra. Đó, mình cứ hết như vậy nha bạn. Mình có đùi nữa đây bạn. Mình cứ luôn. Cái xương hơi rùng rình mình chặt nó nha bạn. Rồi, ở đây mình cho dĩa lại đi bạn. Xong mình sẽ bắt ra lên và cho cái máy gần lại nha bạn. Bây giờ mình sẽ bắt ra lên. Cái dầu mình đã nóng rồi bạn, mình sẽ cho cánh gà vào nha bạn. Sẽ cho cái đùi vô bạn. Mình sẽ cho hết cho các con phần cánh gà với lại đùi gà nè. Cái da này nó bị nổ á bạn. Các bạn lấy cái dung mới các bạn ụp nó lại nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nha bạn. Mắm này là mình đang chờ gà, mình bắt đầu làm nước mắm. Ở đây mình có bột ngọt các bạn, mình sẽ cho vào nửa muỗng bột ngọt nha bạn. Ở đây mình có hũ đường, bạn dùng cái giá nha bạn. Mình sẽ cho vào đây hai giá đường, hai giá đường luôn nha bạn, mình có đầy đó. Tại vì số lượng mình nó có hai cái cánh thôi đó. Ớt mình ở đây mình có ớt các bạn, các bạn sẽ dùng kéo mà sắc cả hai trái vô, nếu như mà bạn dầm á thì nó cay hơn á, nhưng mà hiện tại này mình làm cho con mình ăn nên mình làm vừa thôi, đừng nó cay quá các bạn, cay quá nó sẽ ăn không được á. Rồi sau lần này mình sẽ cho nước mắm nha bạn, cho nước mắm nha. Ở đây mình sẽ cho một giá rưỡi nước mắm nha. Mình sẽ cả đều cho nó tan hết cái đường và hợp với nước mắm nha bạn. Mình sẽ cả đều hết nha. Giờ mình sẽ bắt đầu cả đều nè. Kiểm tra cái chảo của mình nha. Mình bây giờ mình sẽ trở nha. Đó, mình đã cài một bên rồi đó. Mình sẽ trở hết. Cẩn thận để cái da này nó bắn vô người. Tại vì mình làm quen rồi á, kiểm tra còn những bạn nào mà mới làm á thì mình sẽ cẩn thận những cái da này sẽ bắn vô người mình đó.
tại vì cái độ da này nó rất là nổ nè. Cái vậy như vậy nó đã vàng rồi nè. Phía trong nó hỗn loạn chính nè, nó không thể nào mà sống phía trong mà phía ngoài nó vàng, cho nên mình sẽ cứu nó ra. Bây giờ tôi sử dụng cái dung mình lật lại luôn khoảng một phút nữa đi bạn, là nó vàng hết rồi. Mình bắt đầu mình không cỡ nữa à, mình không cỡ nữa chứ không giờ mình cỡ nữa nó ra không được ngon lắm. Giờ mình sẽ lập lại nha nha bạn, được ra cái nồi của mình nha. Nó đã vàng hết rồi các bạn, phần này dầu nó rất là nhiều nè bạn. Bây giờ mình sẽ chát dầu nó đi nha. Mình sẽ chát bỏ cái lượng dầu đó. Chát bỏ ra bao nhiêu dầu nè bạn. Thơm quá. Bây giờ còn cái này nè, mắm mà nãy mình đã cài không cho nó tan rồi nè, giờ nó sệt 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 rồi nè, nó nhìn nó sệt rồi, giờ mình sẽ cho hết vào đây nha bạn, mình sẽ sửa lại, mình cho hết vào đây. Nói chung là nó rất đơn giản mà nó cũng nhanh gọn nữa. Mình sẽ cho nó sôi lại một tí nha bạn, cho nó keo lại một tí thôi, đừng có sôi nhiều quá nha. Vậy là được rồi nè bạn. Rất là thơm và ngon nè. Mình sẽ có ở đây một ít hành lá, mình sẽ rắc nó lên nha. Giờ món gà của mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ múc ra cái gì á nha bạn. Đưa lên bàn ăn của nhà mình bạn. Đó, mình cho máy xắt lại cho bạn coi nè. Đó, rất là thơm và rất là ngon. Cái da nó cũng giòn nữa đó bạn. Đó, bây giờ góc bếp nhỏ mình đã xong rồi, mình đã khép góc bếp nhỏ mình lại nha bạn. Bạn nhớ bấm like và đăng ký cho mình để thêm video lần sau nha bạn. Bye bye.